lại đây đêm nay. Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về. Đường quá xa xôi, xin mưa triền miên mãi không lắng đồng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Trong cơn mộng mơ trôi không giá tư, vì đường xa ướt mưa. Khóc ai trong chiều, hàng cây chút lá nghĩa trang điều hiu, từng chiếc lệ cô vàng héo, buồn thương từng kín nằm trong mùa réo. Tên người đời quên nước mắt mùa thu, khóc than triền miên. Vẫn hoang vu anh đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng yêu phiền em quên. Trăm làng ngày đi qua trên đường phố rét mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến ra đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Đến chia ly sao chẳng nói, chỉ nghe tin đến nơi trở về thôi. Ngày buồn tên cũng đưa chiều vào tối, miễn môi cười mà nhớ đón chiều nhau đi trên con đường lẻ loi,
mấy năm qua dù em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép đi. Xét mở rộng, đến ngày 3 tháng 6 năm 2021, Công an huyện Tịnh Biên đã bắt giữ được 5 đối tượng liên quan, trong đó có 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi. Nguyễn Văn Đáng. Đây một chút xíu, phải ưu tiên một chút xíu cho vị thính giả. Cam Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Các đối tượng tiêu thụ. Với fanpage VV Giao thông khu vực phía Nam, xin được cảm ơn bạn Lê Kim có cho biết nút giao An Dương Vương ngã tư Bà Hôm, tỉnh Lộ 10 thuộc quận 6. Hiện tại thì lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được rất là ổn định khi qua đây. Cảm ơn bạn Lê Kim rất nhiều.